nào đang đi á, cái thằng nó qua nó giật con Long. Giờ mới cho khách ở Lotte. Xong rồi mình đi tiếp, let's go, cái thằng Lê Quang Định. À quay quá trình đi thay pin đấy chị. Cho 100%. Đó. Giữ máy chị nhé. Đó, cái này là cái bảo hành chị 1 năm, có bảo hành cộng đồng. Đó, cái này chị cứ xài 1 năm, 2 năm mà bị chai á, ra khai thác miễn phí. Đường chưa công định rồi các bạn nha.